Yo, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và chào mừng anh em đã đến với phần tiếp theo của Minecraft gà sinh tồn mod. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì đừng quên ấn vào nút like và đừng quên chia sẻ video cho mình để chim to hơn nha. Và ok, như các bạn đã biết là tập này chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Thì và một cái vấn đề nữa, có thể các bạn không biết là cái cây ấy nó cực kỳ lâu lớn. Và một số bạn có nói mình là sau khi mà thu hoạch xong cái cây đó, sau khi mà thu hoạch xong cái cây đấy thì nó sẽ chỉ được một ngọc Ender và hai hạt giống thôi. Mình thấy nó khá là thốn đấy, nhưng mà mình nghĩ là con cờ hó này cứ lên chết cái đã. Mình bắn nó con nhện nó không di chuyển này, con nhện ngủ. Mình bắn chính con nhện rồi, con rồi mình bắn con mẹ trước rồi bây giờ đập con nhện sau. Mình thông minh chưa đấy? Thì dạo đây mình ra hơi ít clip bởi vì mình muốn là một mod, mình chỉ ra một ngày một tập thôi, và mình đang cố gắng chuẩn bị xem cái phim giờ phiêu lưu, và mình muốn làm cái mod giờ phiêu lưu. Thì để xem có anh em ủng hộ mình làm mod giờ phiêu lưu không. Nếu mọi người ủng hộ thì mình sẽ làm nha. Còn nếu mọi người không ủng hộ thì thôi. Đây có rất là nhiều những cái con gọi là creeper luôn, đúng thế giới creeper luôn, một đàn luôn rồi các bạn, 7 8 con luôn, ghê vãi. Bây giờ mình ra mình đánh kiểu gì nó cũng nổ phát rồi đấy. Bây giờ mình sẽ ra cho chúng nó nổ đây. Ủa cái éo này. Ui nó nổ chết mình luôn vãi. Thì nhiều bạn kêu là qua bên mấy cái chỗ bây mình ngủ nhá, bởi vì các bạn biết đấy là trời tối thì rất là dễ ra con Enderman, nhưng mà tạm thời ấy, là mình không cần trời tối, mình cần trời sáng và mình vẫn có thể giết được Enderman để kiếm ngọc. Và đây là thời điểm để mình kiếm ngọc Ender để mình qua cái thế giới bên kia. Thường ấy thì chúng ta sẽ kiếm cái ngọc Ender đúng không, rồi chúng ta phi 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 lên trời đúng không, thì chúng ta sẽ có ngọc Ender. Chúng ta sẽ đến được cái chỗ The End, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ làm cái la bàn này. Chúng ta cần 4 cái mắt Ender, thì nói chung ấy, là cần phải farm thì mới có mắt. Nhưng mà làm thế nào để farm trong khi mà chỉ có trời tối chúng ta mới có Ender thôi. Thì có một cái cách cực kỳ hay để chúng ta farm. Một ngọc nữa là mình có 3 ngọc rồi, là mình chuẩn bị có được cái la bàn rồi đấy. Đấy là chỉ cần một chỗ thôi là mình đã có thể có được cái Ender rồi. Và bây giờ thì mình cần phải làm một cái gọi là mod farm. Thì làm cái mod farm thì nó sẽ dễ dàng hơn cho cái việc mà mình săn Ender ấy. Và cái công thức làm nào thì mình không nhớ lắm. Thì mình nếu mà mình có làm sai sót ấy thì mọi người đừng chửi mình, mọi người hãy chỉ mình thay vì việc chửi. Bởi vì chửi sẽ khiến cho tính nết của bạn nó xấu vãi chó ta. Đấy, thì thế anh em đừng có chửi bậy nhiều. Chửi bậy nhiều là mất dạy. Đấy, các bạn nghe cái vật từ chửi bậy là mất dạy nghe rất là vần đúng không? Đấy, vì thế xin phép anh em đừng chửi bậy. Chửi bậy là mất dạy. Ok. Và bây giờ mình sẽ đi kiếm đồ. Mình cần một cái gọi là mod farm nó cực kỳ hay. Có một cái loại mod farm là cho zombie nó rơi từ trên rơi xuống, nó xuống từ trên, là mod farm ấy là làm từ trên rất cao nó rơi xuống và nó chết. Nó rơi xuống và nó chết. Thì cái mod đấy cũng được nhưng mà mình không thích mod đấy. Mình thích cái mod nó thấp thấp bên này. Bởi vì mod ở trên cao ấy thì thường ấy nó chỉ dành cho mấy con zombie thôi. Đấy là gọi là thể loại mod, đây là mod farm zombie creeper skeleton, chứ mình nghĩ cái mod đấy nó sẽ không farm được mấy con enderman đâu. Và làm cái mod farm này thì mình cũng không hy vọng là nó sẽ ra enderman đâu, bởi vì như bạn biết đấy là enderman nó là một loài có thể telet được. Vì thế mà cái việc mà chắc chắn ra enderman thì cái điều đấy nó dường như là vô bổ. Đấy, vì thế mà bây giờ cứ làm đi, làm trước hy vọng thôi. Nếu không được thì thôi, mọi người cũng đừng có buồn làm gì. Ok. Bây giờ mình sẽ kiếm một cái chỗ nó rộng rộng. Và các bạn đừng đừng có cho nó xa quá 30 ô nhá. Xa quá 30 ô thì zombie nó sẽ không spawn đâu. À, quái vật nó sẽ không spawn đâu, cho nên là mình cũng làm nó xa xa đây, ra tới đây đi. Đấy, bây giờ mình cần đào cái chỗ này lại cho nó gọn ghẽ đây. Về lấy một cái xẻng. Đấy, khu hoa của mình nhưng mấy cái hoa nó mọc thêm hay sao ấy, nhìn đẹp vãi lôi. Rồi bây giờ về lấy cái xẻng. Cái xẻng mình để đâu nhỉ? Chuẩn bị làm một cái mod farm để mod đi đánh đi farm cho dễ. Không biết là cái mod farm hay cái cây nó sẽ nhanh hơn, nhưng mình hy vọng là cái cây nó nhanh hơn mỡ đi. Trời ơi, mất công mất sức làm cái cây mà cuối cùng mãi về sau mới nghĩ là cái mod farm, mà cái mod farm nó lại hơn cái cây thì cũng hơi mệt đấy. Cũng hơi đau buồn đúng không nào? Mình nhớ không rõ là nên làm gần hơn 30 ô hay nên làm xa hơn 30 ô thì zombie sẽ spawn ra. Theo mình nhớ không nhầm là nó khoảng là cứ cách 16, 17, 18 ô gì đấy thì zombie sẽ dễ spawn ra hơn. Thôi thì là cứ làm vậy đi. Làm cái chỗ nó dài dài tí để cho zombie, cho quái spawn ra. Mình hy vọng là quái nhá, đừng có chỉ zombie với lại skeleton với cả nhện thôi.
vì muốn là tất cả các loại quái, và nhất là những em Ender xinh đẹp sẽ, Enderman xinh đẹp sẽ sinh ra ở đây đấy. Quan trọng là Enderman thôi chứ mấy con zombie với skeleton thì tối nào giờ gặp. Cái việc mà làm như này ấy, mình có thể farm 24/24 có nghĩa là không lúc nào nó không farm được. Đấy, mình thích, rất là thích. Các bạn có thích không? Sướng vãi lồi, ông nào không thích trời. Farm 24/24 mà ông nào không thích trời. Đấy, đấy, đấy. Để mấy cái, để gần ở đây thì cẩn thận là mấy con lợn địa ngục nó sẽ ra đó. Nó sẽ đi qua bên đây. Riêng con lợn địa ngục nào mà đi qua bên đây thì đừng có trách tại sao mà anh Vũ ác. Anh nổi tiếng là hiền lành từ bé, nhưng mà đừng có qua đây. Qua đây sẽ lộ diện cái bộ mặt ác độc của anh ra. Đậu phộng. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm mod farm. Đầu tiên là mình sẽ để đá cuội ở đây. Đá cuội phía dưới. Không biết là 3 ô hay 4 ô nhỉ. 3 ô đi, mình cần làm cao cao để có gì cho mấy con Enderman nó qua nữa. Đây. Mình sẽ để nó cao cao lên. Bây giờ mình sẽ đi đào thêm đá nha. Mình sẽ đào thêm một stack đá, hoặc là nhà mình có đá rồi. Nếu nhà không có đá là phải chạy qua bên kia kiếm đá đó. Để xem mà nhà còn đá chưa. Như ở nhà mình vừa lục hết rồi, hết đá rồi sao. Hết đá rồi nha các cậu. Bây giờ mình phải cầm cái cúp kim cương của mình đâu. Đâu fuck. Thôi mình qua mình cào đào hết cái cúp vàng rồi đi. Để cũng chặt dương ra chứ làm gì. Đào cho nó có gọi là có thành tích trong học tập. Yeah. Tự nhiên cái mương ở trước cửa nhà lúc thì nó có cá, lúc không có cá rồi khắm nhá. Mình không biết nó ấy, cái này đào mắt nhanh luôn. Nhưng cái này cũng không đào được hát diện thạch đâu. Nó chỉ được cái đào nhanh và hư nhanh thôi, cái gì cũng nhanh. Nhanh xài, nhanh học, nhanh hư. Sida vãi cả lồi ra. Ok. Mình đào xem. Ôi trời ơi. Đào được có 30 cái hư mỡ rồi. Cái này riêng cái này đào được mấy block. Mà nó hình như là đào lâu hơn cái kia là cái điều chắc chắn rồi đã. Vàng mà. Quý hiếm mà. Đào nhiều mà nhanh hư mới. Sorry mọi người. Mình có cái tật là cực kỳ đáng ghét luôn. Vì thế mà mọi người hay gọi mình là Vũ đáng ghét. Nghe rất là nhí nhảnh đúng không? Nhưng mà thực sự là cực kỳ đáng ghét luôn. Mình không muốn. Nhưng mà thực sự là rất đáng ghét. Các bạn ấy, nhiều bạn làm rất là gọi là sida, có nghĩa là như nào thì tí mình sẽ nói cho biết. Cái vấn đề tại sao mình lại nói một số bạn làm cực kỳ sida luôn. Bởi vì có nhiều thứ lắm. Có nhiều thứ khiến các bạn làm một cái gọi là mod farm trở nên sida. Nhờ công sức của bạn bỏ ra rất là nhiều, nhưng mà làm thì lại không tích cực lắm, cho nên là nó hơi sida. Đầu tiên ấy, là cái vấn đề mà các bạn làm cái mái tre. Chứ đâu vậy là mình sẽ làm cái mod farm bằng đá luôn. Mod farm bằng người kia, vẹo gì. Bằng gỗ làm vẹo gì. Các bạn ấy, làm ấy thì chú ý một điều, đó chính là khi các bạn làm thì các bạn hãy nói nhờ đây là để như này này, đấy để như này đúng không, để như này đây, thì khi các bạn để thì các bạn hãy để cái miếng này đấy, mọi người làm phải chú ý để cái miếng này nó ở phía trên chứ đừng có để ở phía đúng rồi, để ở phía trên đừng phía dưới đấy, bởi vì khi cái con creeper nó ra đấy thì nó sẽ nhìn ở phía dưới. Khi các bạn để phía dưới đấy thì cái mắt của nó sẽ ở phía trên. Và khi cái mắt nó phía trên nó sẽ nhìn thấy bạn và nó sẽ nổ. Và khi nó nổ các bạn biết rồi đấy. Cả một cái công trình vĩ đại thế này thì nó nổ thì như nào thì anh em tự hiểu nhá. Đấy. Vì thế mà đừng có mà sai lầm trong cái việc đấy. Đôi khi mà cái công sức làm cả tập của bạn nó sẽ bị phá hủy chỉ bởi một cái con creeper đấy. Hiểu chưa? Vì thế mà tốt nhất là anh em đừng có ngu người. Ok. Làm như nào nhỉ? Mình cũng không nhớ lắm. Đây. Theo mình nhớ không nhầm là đây. Và đây là một cái đá. Vậy là mình cần rất nhiều đá. Lẽ ra mình định làm bằng cái gỗ ấy, nhưng mà thôi, mình quyết định là làm bằng đá luôn. Khi các bạn bỏ đây nó sẽ tối như này. Các bạn lên để cao nhá. Nếu như mà nó chỉ là một cái gọi là, nếu như nó chỉ là một cái bình thường thôi thì các bạn cũng không cần để cao đâu. Nhưng mà mình vừa nói gì nhỉ? Đây mình sẽ để cái này đây để có gì mà nhìn thấy chân chúng nó. Nếu mà nó chỉ là cái mob farm bình thường á, các bạn không cần để cao. Bởi vì như bạn biết đấy, cái con Enderman nó sẽ cao hơn những cái con bình thường một tí. Vì thế mà các bạn nên để cao thì đây chỗ này sẽ bạn đứng được chém nó này, đấy. Chém vào chân chúng nó. Nhưng mà vì đây là phải nói nhờ. Nếu mà chỉ là mob farm bình thường á, các bạn không cần để cao lắm, nhưng đây là farm cả Enderman nữa thì cho nên là cần phải để cao hơn một chút để có gì nó lấy, nó còn bắt được Enderman nữa, nếu không thì sẽ méo được Enderman đâu.
Ý mình là vậy đó. Hôm nay mình vẫn đang bị cảm mà mình vẫn phải cố gắng để mình lên mình làm clip, bởi vì rất là nhiều bạn nói là dạo này anh làm rất là ít clip. Mình biết là mình rất là thiếu thiếu tính kỷ luật trong cái việc ra clip mỗi ngày, có nghĩa là hôm nào cũng phải ra clip. Nhưng mà rất là tiếc là bởi vì mình thiếu ý tưởng quá, nếu nếu mà không thiếu ý tưởng thì làm sao mà có clip cho các bạn xem thôi. Vì thế mà lâu lâu phải làm cái gì, mà làm cái gì cho người ta xem, người ta phải thấy cười đấy thì mới xem như bíp thì người ta xem làm vẹo gì. Ok rồi, bây giờ đào thêm. Còn không nhỉ? Chắc là mình sẽ đào một hai stack ấy, mình đào hư mỡ cúp này luôn đi. Chứ đào ít quá mất công nó không ra nữa, vãi nồi. Ok. Đấy nhỉ? Rồi, có lẽ là mình đào hết cái bức tường ở trên đây đó. Chỗ này để xây khủng, khủng chùa khủng long được ấy. Đấy, rồi, ok. Trời gần tối rồi, chuẩn bị về làm một tí đó, ngồi farm thôi. Nói chung là làm cái mod farm này rất là tiện. Không cần phải canh lúc nào, farm lúc nào mà chỉ cần đợi thôi. Chỉ cần thích là ra cầm kiếm, cầm búa, farm với cái đống búa kia là xong. Có cái gì đâu, trời mình làm tí mà đã gần tối rồi đấy, thấy chưa? Rất là mất thời gian luôn đấy. Đấy, nó sẽ ở trong đây và các bạn chém vào. Được chưa? Anh em mà nếu mà các bạn biết mod farm rồi thì chắc là không cần phải nói nữa. Bởi vì mình đã từng chơi Land Goliath và mình cũng đã làm mod farm mấy lần rồi. Thì các bạn mình không biết nói sao nữa. Thôi thì cứ để kệ đi. Đấy. Để như này để còn farm, mình farm cả hai bên chứ không farm một bên đâu. Vì nhiều khi nó rơi ra từ hai bên đấy, cái mấy cái đồ ấy, nó rơi từ hai bên chứ nó không rơi từ một bên. Sẽ để cái gỗ luôn, đi từ trên gỗ là nghe nó rất là kinh nhá, cho nên là mình cũng không muốn. Đấy, bây giờ để bên như này từ từ, nhưng mà chưa cần phải cho lên vội như này, bởi vì tí các bạn còn phải farm, mà tí các bạn còn phải lên trên nữa. Ôi rồi mà thiếu cơ đấy, lẽ ra mình không định làm cái này bằng bằng đá này, cho nên là mình cũng không không có chuẩn bị kỹ lắm. Làm cao lên. Ui giời. Ừ, làm 3 ô cũng được. Bởi vì con Enderman nó cao mà. Các bạn làm càng cao thì càng tốt thôi chứ không mất cái gì đâu. Ok. Đấy. Tách gạch. Tách gạch. Hự. Nói chung là thế đó. Tách. Tách. Tách tách. Nhưng mà mình vẫn nghĩ là không đủ đấy. Tách tách. Rồi. Tạm về đã. Đấy, cái mod farm mà làm một ngày chưa xong. Rồi bê đi về đi ngủ. Mình không muốn là bọn quái vật nó xuất hiện, bởi vì hiện tại đang test cái mod farm. À. Mấy con này đáng bị trừ khử khỏi thế giới. Riêng con đấy, con khác thì không nói, riêng con này. Riêng mày. Có lẽ mình nên bắt một con mèo về đây để khử mấy con kia. Ok. Đi ngủ nào. Ngủ ngon nhé bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi, gọi những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em. Như bạn nói là mấy cây nó sẽ mọc buổi tối, có phải không nhỉ? Nếu mà nó mọc buổi tối thì có lẽ là mình không nên đi đi ngủ buổi tối, bởi vì nếu mình đi ngủ buổi tối thì mấy cây sẽ rất là khó mọc, các bạn thấy đúng không? Vì thế mình sẽ quyết định mình sẽ không đi ngủ buổi tối nữa, mình sẽ thức đêm, đậu phộng cú đêm. Bây giờ chạy nhanh nhất nhỉ, mình sẽ cú đêm. Ok, mình sẽ đi cú đêm, mình sẽ đào mấy kia luôn. Chứ nếu mà mình thức đêm quá thì nó, mấy cây sẽ không phát triển. Đấy là, ui, hình như nó chưa mọc thêm cái gì hết. Mình cứ tưởng nó mọc thêm cơ, đang định mừng. Thôi thì tốt nhất là cú đêm đi, để xem mà nó có mọc thêm không. Bởi vì nhiều bạn nói là nó sẽ phát triển vào buổi tối ấy. Thế là, thôi cứ để đây, để xem buổi tối nó có phát triển không. Ui rồi, nhảy vào đất à? Vãi nồi. Nhiều bạn nói là giọng của mình dạo này gây lọ quá, mình cũng thấy vậy. Trước giờ có khi nào mình không gây lọ đâu, trời, tại các bạn không nhận ra cái điều đấy. Mình là BD mà. Giọng không gây thì sao có thể gọi là Vũ BD được. Có một cái điều mà mình nói từ rất là nhiều lần, mình BD.
Rồi mệt quá, cứ hỏi anh có BD không, đừng hỏi nữa. Cái câu trả lời là có, được chưa? Mệt quá, hỏi đi hỏi lại, hỏi tái hỏi hồi. Cái BD là cái giới tinh thần của người ta mà hỏi đi hỏi lại, mệt thật. Nhá, mọi người đã biết hết rồi nhá, đừng có hỏi nữa, ngại lắm. Đi trả lời lại, hôm nào phải trả lời. Tôi có phải kia đâu, vãi rồi thật. Ok, bao nhiêu à? Rồi, từng người đủ rồi đấy. Ra làm tiếp cái mod farm. Đấy, mod farm ở ngay bên đây luôn, ngay bên cái cổng địa ngục luôn. Mình chỉ sợ cái mod farm này không thành công thì mình sẽ bị cả thế giới chỉ trích vì cái tội ngu. Uầy, quên mất cái vụ này. Ở đây có con creeper nào chết thôi, tránh tránh cái chỗ này dậy. Rồi, mình ở nhà còn bị chúng nó bắt nạt thế này nữa. Tao đang ở nhà cho mày nên nhớ một điều. Ô kìa, đánh mày kìa zombie. Ơ, sao không đánh lại nó? Bọn này bạn nhau à? Bạn thân à? Rõ ràng vừa bị nó đánh cho như chó đấy mà không đánh lại. Mày bị nó bắn vào mặt cho mà không chịu đánh lại. Mày ngu lắm con ạ. Có tinh nhện. Mày tinh mổ bố à? Rồi, xong luôn. Nó có 16 máu, mình đập 3 phát mới chết nhỉ. Các bạn đừng nhớ là mình đang chơi chế độ khó nên là khá là nhiều mấy con lợn này. Giờ làm tiếp. Rồi cái cổng địa ngục của đen đen ấy là mình cứ tưởng là, trời ơi, cổng địa ngục của đen đen ấy là mình cứ tưởng là cái con Enderman chết đi, không kịp làm gì luôn. Từ có cái mang cái xẻng theo, mang cái xẻng theo thì cải tiến một tí đi. Với đây đào cát để cào đất để cho lên bồi đắp lên phù sa trên kia. Có gì mình farm cả hai bên chứ đâu farm một bên đâu. Cái mày bên kia trời tối rất sợ mấy con kia nổ nhá, nổ tan tành luôn đấy. Đấy, được chưa? Ok. Được chưa? Ok. Đấy, một con lợn địa ngục nó đã qua đây. Chết mẹ mày rồi. Mày xuống đi. Thôi để nuôi đi. Lâu lắm mới có con chứ đâu phải lúc nào cũng có đâu. Đứng giúp ở phía dưới đây. Nghe lời anh thương. Ngoan anh thương. Ngu là anh giết. Rồi, ở trong đây. Giúp ở trong đấy đệ. Ui giời ơi. Ok. Ui giời. Được chứ nhỉ? Đấy, cho nó xa xa này này các bạn. Đó. Đó. Đập này ra. Đó. Đó. Ôi chết. Hết rồi. Lại bó này mà mình ghét bó này lắm ấy. Đấy. Đi trên cái đấy nó cứ sao sao á. À quên nhỉ, về nhà làm cái kia nữa thôi, quên. Làm nguyên cái bàn chế tạo đây đi. Có gì cần thì xài luôn. Mình sẽ để ra phía dưới này, để cho đỡ bị cái che chắn. Đấy. Làm luôn như này. Chắc là 6 cái nhỉ, 12 cái. Làm khoảng 12 cái cho dư. Được chưa? Các bạn hãy nhớ để phía dưới nhá, để phía trên nhá. Kiểu là nó sẽ dính vào mắt của khó để quá ta. Đấy. Chứ để phía dưới cẩn thận là bọn bọn Creeper nó nhìn thấy là coi như xong á. Coi như là sôi hỏng bỏng không mấy ngày làm cái này. Đó. Các bạn sẽ để lên trên như này. Thì ở dưới sẽ tối om vào và cái máy nó bắt đầu hoạt động. Cần phải làm. Ui rồi. Đừng bắn em sắp xong rồi, vãi nồi anh, đừng có bắn. Bắn làm chó. Rồi mày không sợ làm chó à? À quên, nó là xương mỡ rồi. Nó sợ chó như bắn nhau solo mày. Solo nhóc. Ui, ui mày có tí rồi. Đậu phộng mày mà làm tao rơi là tao nghỉ game luôn đấy. Đậu phộng. Đấy, bây giờ mình sẽ xây nó đẹp đẹp. 1, 2, 3. Đấy. Cho thành cái sừng. Nhìn cho chất. Đấy. Đấy, giới thiệu các bạn. Xong một vòng nữa đây. Đó. Mod farm như thế chứ. Giới thiệu anh em đây là cái mod farm của mình. Sẽ là chất lượng đúng không? Bây thì chờ bọn zombie hay bọn skeleton hay bọn enderman nó ra farm rồi. Bây giờ anh nghĩ anh nên đi ngủ. Trời ơi buồn ngủ quá. Lại mấy con lợn này. Con lợn cung này.
con lợn nhện này, con lợn cung này, rồi mình nằm chưa, bắn xuống đất nhặt lại tên. Nhiều khi các bạn kéo ấy, các bạn nên bắn xuống đất để các bạn nhặt lại tên, không thì sẽ rất là nguy hiểm. Cái cung này xài lâu nhỉ, mình cứ tưởng cái cung này nhanh lắm nhưng anh ngờ lâu phết đấy. Bọn quái nó sẽ xuất hiện ở trong kia. À, tí mình sẽ ra mình test xem mà nó có hoạt động bình thường hay không. Ok, bây giờ mình nên đi ngủ, trời cũng sắp sáng rồi. Giờ này là giờ mà có mấy con đàn men xuất hiện đấy. Thôi ngủ đi. Để test thử cái kia xem thế nào ấy. Phải test, phải test, phải test các cậu hiểu không? Đấy, xách cái búa à. Ok, Stone Hammer. É. Sao không thấy bé nào ta? Lẽ ra là phải có bé nào ấy nhỉ? Tôi om này thì lúc nào cũng phải có nhỉ? Hay mình làm sai ở chỗ nào ta? Hay làm sai quy trình ở chỗ nào nhỉ? Đào thêm một ít nữa. Đào thêm một ít đất nữa. Con lợn kia nó kêu nhiều quá. Giết đi bây giờ. Không phải là mày thích cho mày qua. Mày hú cái gì mày hú đâu. Bên đây không có đồng đội mày đâu. Mày giết nó không biết đồng đội nó thế giới bên kia qua không nhỉ? Mình sợ lắm. Tận nó qua thật đấy chứ. Con lợn nó ngu lắm. Cái gì đây? Đờ mờ mày bắn chết giờ. Đùa đấy. Thế mình các bạn muốn bắn chết con này không? Nếu các bạn muốn thì hãy comment ở phía dưới để mình biết tập sau mình bắn chết ngựa đi. Rồi mệt quá. Bao 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 chặt mẹ bố mày đi. Ơ. Mình sẽ thay thế mấy cái này nhá. Để kỳ lắm. Vẫn chưa thấy bé nào xuất hiện trong đây. Mình làm rõ ràng là đúng rồi mà. Mình nhớ mấy lần trước mình làm đúng như này. Thế nào bây giờ vẫn chưa thấy bé nào nhỉ? Hay là mấy cái mod farm sẽ không hoạt động ở đây đâu. Ok ăn đã. Con nhện này, à, con lợn này đi lung tung đấy. Xong rồi tôi om này. Thế mà vẫn chưa thấy con quái nào xuất hiện nhỉ? Quái lạ thật. Rồi xuống đây. Xuống đây để xem nào. Thôi mình sẽ dừng tập này đây bởi vì tập này mình đã săn cái mod farm rồi. Nếu các bạn thấy nó sai sót thế nào các bạn thông báo mình biết nhá. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì đừng quên ấn nút like và đừng quên chia sẻ video cho mình. Mày nhìn cái gì đấy? Cút. Ok, bye bye mọi người.